Và hôm nay Di Động Việt sẽ có bài trên tay so sánh giữa hai siêu phẩm chính là Zenfone 3 và Oppo F1 Plus. Đầu tiên mình sẽ đi về Zenfone 3 trước. Thiết kế bên ngoài của Zenfone 3 lần này rất đẹp các bạn, mang hơi hướng của các dòng Galaxy. Mặt trước và mặt sau được làm bằng kính Gorilla Glass. Phía sau chính là cụm camera hơi lồi lên một chút, nhưng không sao, Asus đã trang bị cho nó lớp kính sapphire chống trầy. Phía bên phải sẽ là đèn flash, có hai đèn flash phụ, đó là flash hai tông màu. Phía dưới đó là cảm biến vân tay một chạm. Mặt trước của máy nhìn rất là liền mạch, và tổng thể phía trên có camera phụ và cảm biến. Phía dưới đó là ba phím điều hướng, lần này đã không còn tròn đồng tâm giống như là những phiên bản trước nữa rồi. Phía cạnh trái phẳng lìn, chỉ có khe thẻ nhớ và khe sim, hai sim hai sóng các bạn. Cạnh phải của máy tăng giảm âm lượng. Phía dưới là nút nguồn. Bây giờ tới Oppo F1 Plus. Sản phẩm này rất là giống iPhone các bạn. Mặt lưng, phía trên là camera hơi lòi lên một chút luôn. Và phía dưới vẫn là đèn flash, logo Oppo. Mặt trên của máy, cảm biến, camera trước. Phía dưới là mở khóa vân tay. Cạnh trái của máy đó là phím tăng giảm âm lượng. Cảm giác bấm rất là tốt. Mình sẽ mở khóa máy. Mình đã cài đặt vân tay cho hai con này rồi. Độ mở khóa vân tay của Oppo rất nhanh các bạn. Để xem Asus như thế nào nhé. Đây là cảm biến vân tay một chạm, mình không cần phải mở máy. Mở máy rất nhanh các bạn ạ, hình như là không có độ trễ ở đây. Đi một chút về cấu hình của hai con này. Zenfone 3 với con chip Qualcomm Snapdragon 625, tuy không phải là mới nhưng vẫn rất mạnh và mượt mà. Nó khiến cho giao diện của Asus, đặc biệt là giao diện Zen UI 3.0 rất mượt mà các bạn. Các thao tác của mình khi trải nghiệm sản phẩm này dường như là không có độ trễ xảy ra hay là hiện tượng gì giật lắc gì cả. Và Oppo F1 Plus được trang bị con chip đó là Helio B10. Đây là con chip trực tiếp cạnh tranh với con chip Qualcomm Snapdragon 625 này. Nhưng trong quá trình mình trải nghiệm vẫn thường xuyên xảy ra hiện tượng lag nhẹ, không biết là do giao diện hay là do con chip nữa. Mặc dù là ColorOS 3.0 đã rất là tối ưu cho máy rồi. Sự nổi bật giữa hai con này nằm ở phần camera. Một bên chú trọng về camera sau. Với Asus Zenfone 3 được trang bị đầy đủ cái tính năng bá đạo trên chiếc camera này. Hệ thống chống rung quang học 4 trục và chống rung kỹ thuật số 3 trục, khiến cho máy khi quay video hầu như là không có hiện tượng rung giật lắc. Mình thích điều này ở Asus. Còn ở Oppo, camera sau của máy có độ phân giải là 13MP với f là khẩu độ 2.2, cho khả năng thu sáng cũng rung rất tốt. Nhưng mình nghĩ nó sẽ không bằng con Asus Zenfone 3 này. Và điểm nhấn của Oppo F1 Plus ở đây chính là camera trước, với khẩu độ của nó là f2.0 cùng với độ phân giải là 16MP. Rồi mình sẽ đi sâu vào phần camera một chút. Camera của Asus Zenfone 3 với chế độ chuyên nghiệp đây. Ở đây mình có lấy nét ISO của máy từ 50 đến 3002, rất là rộng các bạn. Khả năng bù trừ sáng và thang nhiệt độ màu white balance. Hệ thống chống rung của Asus hiện rõ trên màn hình. Lấy nét của Asus Zenfone 3 là rất nhanh, chỉ 0.3 giây chạm, chụp gần như là tức thì các bạn, không có độ trễ ở đây. Lần này Asus đã đánh mạnh vào camera với phần mềm Pixel Master 3. Còn đây là Oppo F1 Plus. Mình sẽ qua phần chế độ chuyên gia. Ở đây là chế độ chuyên gia nha các bạn. Cũng vẫn có thanh chống rung như các bạn thấy. Khi mình để máy cân bằng như thế này, chỉ cần nghiêng một chút là máy sẽ báo ngay. Ở đây cũng có các chế độ cân bằng trắng, nhưng mà không chia theo thang độ cao giống như là Asus. Độ nhảy của ISO 100 cho đến 1600, không quá lớn. Tốc độ chụp của máy. Và một điều nữa, đó chính là những ai mà thích ảnh hậu kỳ ở phía sau thì Oppo F1 Plus cho các bạn ảnh RAW, bạn có thể xuất ra chỉnh sửa hậu kỳ phía sau. Còn rất tiếc Asus Zenfone 3 không hỗ trợ điều này. Mình hy vọng là những bản cập nhật sau sẽ hỗ trợ tính năng này cho người dùng. Đi qua một chút về giao diện. Giao diện của Asus Zenfone 3 vẫn là Zen UI, nhưng lần này mượt mà hơn các bạn. Không có nhiều app rác. Cảm biến vân tay của Asus cũng có thể áp dụng trên các ứng dụng trên máy, có thể khóa các ứng dụng được. Nó có thể nhận diện được 5 dấu vân tay khác nhau. Oppo F1 Plus lần này vẫn là giao diện ColorOS nhưng được nâng cấp lên 3.0. Oppo đã trao chuốt cho các icon của máy nhìn trông rất giống là iPhone. Đây có thể được xem là một chiếc iPhone chạy hệ điều hành Android các bạn ạ. Vân tay mình là bài đánh giá nhanh giữa Asus Zenfone 3 và Oppo F1 Plus. Mọi chi tiết các bạn có thể truy cập website didongviet.vn và tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 2006 để cập nhật thông tin về các máy chính sách bảo hành cũng như là các khuyến mãi của Di Động Việt. Cảm ơn các bạn đã xem video của Di Động Việt.